Đây, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái CM. Vâng, thì lâu quá rồi Thái không có ra video để chia sẻ lại những kỹ năng về môn nghệ thuật bài lá. Thì hôm nay ở video này Thái sẽ chia sẻ lại cho tất cả các anh em một cái kỹ thuật nó cũng cổ điển rồi. Đó là chia hạ cầm bài kiểu khóa đầu và khóa đít. Cách lấy bài thì truyền lá đáy ra. Thì cái kỹ thuật này là có lẽ là nhiều anh em nói nó sẽ không có phổ biến, nói chung là chơi không được đó. Nhưng không sao, tại vì với bản thân của Thái là chia sẻ lên là nghệ thuật thôi. Không khuyến khích anh em tập luyện với mục đích cờ bạc. Nhưng anh em tập luyện sử dụng với mục đích gì là quyền cá nhân của anh em, Thái không có cấm cản. Và kỹ thuật này thì cũng có một số anh em nhờ Thái chia sẻ lại. Vậy thì hôm nay Thái sẽ chia sẻ lại kỹ thuật này. Rồi, xin mời anh em cùng theo dõi nha. Rồi, thì sau đây Thái sẽ biểu diễn cho anh em xem một ván. Sau đó là Thái sẽ chia sẻ cái cách lấy như thế nào. Và đối với cái kỹ thuật chia hạ này thì nó gồm có 4 cái cách cầm bài. Thứ nhất là khóa đầu khóa đít như thế này. Thứ hai là khóa đầu không có đít. Thứ ba là khóa đít này không có đầu. Thứ tư là cầm phổ thông như thế này. Thì ở video này Thái sẽ chia sẻ cầm kiểu khóa đầu và khóa đít như thế này. Và Thái sẽ chia sẻ rất là kỹ. Và Thái hy vọng anh em sẽ tập luyện được. Rồi thì bây giờ Thái sẽ đánh một ván cho anh em xem ha. Rồi thì bây giờ mình đánh 4 5 nhà cũng được hết. 1 2 3 4 5 6 ha. 1 2 4 5 6 1 2 3 5 6. Rồi ván này thì mình sẽ lấy được 3 cây dài như thế này. Rất đơn giản. Rồi thì sau đây Thái sẽ đi vào cái hướng dẫn luôn. Rồi thì cách cầm bài. Đây chúng ta để tay như thế này, bỏ lọt lòng vào tay như thế này là ok. Thì cầm làm sao cho cái mặt này nó phải ôm sát cái thanh. Anh em đừng cầm chỗ này xa quá ha. Xa quá. Mình phải cầm ôm sát luôn. Đó. Và anh em cầm thì cầm cái phần đít bài này phải sát ở dưới ngón út luôn. Sát ngón út ha. Đó. Ngón trỏ thì phải ở phía trước góc này như thế này. Đó. Nếu như anh em mà cầm lên như thế này, hở như thế này nè, anh em chia thì nó sẽ đau, rất là đau nha anh em. Chuyện này thế mà anh em nên để sát cái này. À. Rồi ngón cái anh em để là tăng như thế này. Đây, chỗ cái co này nó sẽ bằng cái lá bài này nè anh em thấy. Rồi giờ anh em này, nhấn nhẹ xuống nè, đẩy thẳng xéo lên, anh em thấy cái lá ngón tay thẳng này. Khi anh em rút lại nè, vừa co là bài nó vừa xét luôn, đẩy ra hiểu chưa? Đây là cái lá trên dùng để mình làm cái động tác giả để mình che lá dưới thôi nha. Rồi anh em xem nè, đẩy lên kéo vô, đẩy lên kéo vô nha. Thì ngón áp út và ngón giữa này nếu như khi anh em đẩy ra thì anh em cho nó thẳng ra chút xíu nha, đừng nó lướt qua, cho anh em để gì là ra không được nha. Kẹp đẩy lên vô đây thì anh em cứ tập luyện. Đây là cái cách tập luyện cái lá trên thôi nha. Rồi khi mình đẩy được lá trên rồi thì bây giờ mình lấy cái lá trên và cái lá dưới nó phải giống nhau. Rồi bây giờ bài mình cầm như thế này. Đây, ngón cái nè, ngón trỏ nè, ngón giữa là cái lõm này nó phải nằm ở tư thế này và nằm ở dưới nha. Đó, đẩy ra anh em cầm như thế này, bỏ xuống và cho nó quen nha. Đó, bỏ xuống như thế này nè. Cho nó quen. Xong rồi tiếp tục chia. Đôi khi anh em thấy nó rất là đơn giản nhưng mà mình tập luyện nó quen rồi thì nó sẽ nhịp nhàng hơn. Khi mình lấy lá trên mà nó không được thì mình lấy lá dưới nó sẽ không đồng nhất. Rồi khi chia lá trên ok rồi thì bây giờ mình sẽ lấy lá dưới. Thì lấy lá dưới thì mình dùng cái ngón giữa này mình đẩy lá bài ra, dùng cái này co lại đẩy nhẹ lá bài ra. Đó. Nó sẽ ra như này. Đây co này. Khi anh em đẩy ra thì cái ngón này phải thẳng ra nha, chứ đừng có để kiểu này, nó sẽ kẹt lại nha. Đó. Đó. Anh em tập để dùng ở giữa để bên cái mép bài này, nhấn nhẹ đẩy ra. Tiếp tục nhẹ đẩy ra, nhấn nhẹ là đẩy ra anh em. Đó. Đó. Để mà anh em quen thì lúc anh em rảnh thì anh em bộ bài như thế này, anh em cầm bốp như này. Đó.
cho nằm lòn cho lòng bàn tay này. Ta buông ra ha, bao vậy. Rồi thì bây giờ khi mình lấy được cái lá dưới ra rồi thì mình phải biết cách phối hợp lá trên và lá dưới như thế nào. Đó, mình đẩy lá trên ra như thế này thì cái ngón tay tay này nè mình phải đặt vào đây để đặt vào đây. Thì mình sẽ đồng thời mình đẩy lá dưới ra. Đó, nó hai lá nó song song như thế này, khi mình đặt vô như thế này thì che lại. Đó, rồi mình dùng ngón cái này mình kéo lá trên vào thì mình sẽ lấy lá dưới ra. Tiếp tục đẩy nè, đẩy lá trên nè, lá dưới ra nè, đặt vào là rút lá trên vào nè, kéo lá dưới ra. Giống như mình cầm cái lá bài trên mình bỏ xuống, nhưng mình cầm lá dưới mình bỏ xuống. Đây, đẩy ra nè, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Đó, khi mình đẩy ra vậy thì cái ngón tay này nó phải dao động hơn cái ngón này. Đây, đây dù mình đẩy ra đây này đó, che lại nè, rút ngược ra bỏ xuống, rút ngược ra bỏ xuống đó. Nha, đó, rồi mình chia cho anh em xem. Đẩy nó trên ra, đẩy nó dưới ra, rút bỏ xuống, đẩy trên, đẩy dưới, rút bỏ xuống, phối hợp dịch chèm, phối hợp vừa đưa vào đây là bỏ xuống liền, vừa đưa vào đây là giống nắm cái lá bài trên này, đó, giống nắm ở trên nhưng bỏ xuống, thì bỏ xuống thì cái này phải giật lại, như vậy phối hợp nhịp nhàng. Thì khi anh em luyện thì lúc đầu nó hơi khó nha, thì anh em có thể cầm bài này, anh em làm sao anh em đẩy được cái lá bài dưới ra là được. Đó, làm sao đẩy được, trước tiên là đẩy ra được. Đó, đẩy ra được nó rất là khó nha anh em. Đó, đối với những anh em đã qua tập luyện rồi thì nó dễ hơn anh em chưa tập luyện rất là khó, tại mình không cân chỉnh được, mình cứ bấu hai cái ngón này lại, chừng nào thì lá dưới không lấy được mình phải lơi lỏng lỏng ra, giống như là mình lơi này nè, nó không có cái độ kẹp à, sẽ lấy được à. không có siết hai cái này, mà hai cái này phải lơi à. Đẩy ra, đẩy bỏ xuống này, đẩy ra bỏ xuống này, đẩy ra bỏ xuống này. Rồi xuống. Rồi thì khi mà mình lấy được rồi thì mình để ba lá dưới đấy là mình sẽ ok thôi. Đó. Giờ mình sẽ lấy dụ như 9 nút đi. Ba cái 6 rồi. Bỏ dưới đấy. Mình đặt lên cho anh em. Thì cái này thì mình phải sử dụng kỹ thuật là dụ như mình chẻ bài làm cái âm dương mới được nha. Đó. Nha, để đó. À, dút nhẹ cái nè, xào nè, để xuống nè, kinh nè, rồi thì ba cái lá nè vẫn còn, rồi thì mình chỉ để mình chia nhẹ nhẹ, đẩy lên trên rút 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè, tiếp tục 1, 2, 3, 5, 6, 7 tiếp tục 1, 2, 3, 5, 6, 7. Còn có một cái điều mà anh em nên lưu ý là không nhịp tay. Có nhiều trường hợp đó thì mình cũng thấy là anh em nhịp tay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Đó. Cái đó thì nó không đẹp thôi, nó không đẹp. Mình chỉ đi ngang, mình chia đi ngang là được. Để gì? Để nó để 1, bỏ nhẹ xuống 2 nè, 3 nè, 4, 5 nè, 6 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, anh em, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhẹ nhàng là được nha. Đẩy ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Đẩy ra, lấy lá chanh bỏ xuống. Rồi thì đây là cái kỹ thuật Chí Hạ mà Thái muốn chia sẻ cho tất cả các anh em để tập luyện. Thì kỹ thuật Chí Hạ này thì có anh em thích, anh em không thích. Đó. Thì mình chia sẻ lên thôi. Anh em thích thì anh em tập luyện, không thích thì cũng không sao. Đó. Tại vì mỗi một người có một sở thích khác nhau. Đó. Và mình chia sẻ lên là mang tính chất nghệ thuật, không khuyến khích anh em sử dụng nó với mục đích cờ bạc. Tùy anh em, tại vì mỗi người có một cái sở thích riêng, mình không cấm cản người khác. Mình chia sẻ lên là chia sẻ nghệ thuật giải trí. Anh em tập luyện là quyền của anh em, sử dụng với mục đích gì là quyền của anh em, mình không cấm cản. Chính vì thế mà mình không phải là người mà giống như là anh em nói là chia sẻ lên giống như là đầu độc, như đầu độc là anh em là xúi anh em tập luyện để đánh bài gì đó. Thì không có nha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì hãy cho Thái xin một like, một share để đăng ký kênh ủng hộ đi Thái nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Xin chào anh em.